trên 4 tỷ đồng và lanh quanh 2 tỷ đồng, tổng cộng 2 chiếc là lanh quanh trên 6 tỷ đồng cho một cặp nhẫn mà Kỳ Lân thực hiện chế tác. Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả các khách đến với Kỳ Lân Luxury, chủ đề về trang sức cao cấp tuyển chọn. Kỳ Lân trân trọng giới thiệu những chiếc nhẫn mà Kỳ Lân đã vừa hoàn thiện theo yêu cầu của khách hàng khi khách hàng gửi video hình ảnh đến, và Kỳ Lân là người thực hiện tư vấn cũng như là hoàn thiện sản phẩm một cách tinh tế tỉ mỉ hoàn hảo nhất. Đây là mẫu mà quý khách hàng đã gửi video hình ảnh và yêu cầu Kỳ Lân là thực hiện mẫu này y như vậy, nhưng có một chi tiết là ở bên hông em làm gọn vô hai bên khác với mẫu anh gửi một chút, còn lại tổng thể là y xì y chang cho anh. Và sau đó Kỳ Lân thực hiện lên file thiết kế và hoàn thiện đúng yêu cầu 100% của anh. Chiếc nhẫn này nó chiếu lấp lánh vô cùng chiếu lấp lánh ở cả viên chủ và hai bên hông của viên chủ này, bởi vì đây là chiếc nhẫn mà Kim Cương Hoặc Xoàn tuyển chọn từ viên chủ, và hai bên hông viên chủ là mỗi bên có 4 viên, mà mỗi viên này là mỗi viên 5.4 tuyển chọn của tuyển chọn. 4 viên này đồng nhất với nhau kích thước, độ sạch, độ đẹp, hai bên đều như nhau. Và mỗi viên này là viên 5.4 mà thường những chiếc nhẫn bình thường đã có 5.4 là viên chủ rồi, nhưng ở đây khách hàng đã chọn 5.4 4 viên mỗi bên làm viên đệm nền cho viên chủ gần 12 ly, không phải một chiếc đâu. Khi anh gửi video đến, anh yêu cầu làm hai chiếc, một chiếc vàng trắng và một chiếc vàng hồng. Chiếc vàng hồng cũng làm theo mẫu hình ảnh video anh gửi, nhưng ở hai bên thành gọt sâu vào so với video hình ảnh gốc, tức là mọi chi tiết khác là như nhau, nhưng hai bên thành này là gọt sát hai bên cho nó bằng để chứa cái hộp kim cương chủ này. Wow. Và hai bên này, hai bên hông mỗi bên sẽ có 4 viên kim cương, nhưng ở chiếc nhẫn vàng hồng này là chiếc nhẫn ly nhỏ, viên chủ cũng nhỏ hơn là 9.5 ly, và hai bên hông của viên chủ 9.5 ly này là mỗi bên 4 viên, và 4 viên này là 4.5 ly tuyển chọn từng thông số cho 4 viên mỗi bên, và hai bên là 8 viên đồng nhất với nhau về kích thước, độ sạch, độ đẹp và kỹ thuật chuyên môn cao cấp của hàng cao cấp Luxury Kỳ Lân từ vàng nguyên khối. Vàng nguyên khối thì với công nghệ nén vàng không bọt không xốp nên là vàng chắc nặng, và kỹ thuật chuyên sâu của máy móc hiện đại, tỷ lệ chia ổ hột chấu này cũng chuyên nghiệp khi kết hợp với kỹ thuật chuyên môn cao của thợ cao cấp bên Kỳ Lân Luxury, cũng như là công phu về làm nguội làm sạch từ bề mặt đáy ở trên nền vàng để cho những viên kim cương này luôn luôn tỏa sáng một cách rực rỡ nhất. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.